Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Mở đầu phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Tổng thống Biden nói lãnh đạo Việt Nam muốn gặp ông tại hội nghị G20 để nâng tầm quan hệ. Đó là lời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được hãng tin Reuters trích lại khi Tổng thống gặp gỡ hàng chục nhà tài trợ ủng hộ chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông tại một sự kiện ở Freeport, tiểu bang Maine vào chiều hôm thứ Sáu 28 tháng 7 năm 2023. Tổng thống Biden cho biết nhân vật cao cấp nhất của Việt Nam đã gọi điện thoại và nói muốn gặp và hội đàm với ông tại hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ tổ chức vào tháng 9 ở Ấn Độ để thảo luận về việc nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ, mà ông Biden nhấn mạnh là Hà Nội muốn nâng tầm Hoa Kỳ lên thành một đối tác lớn, ngang hàng với Nga và Trung Cộng. Reuters cũng nhắc lại rằng, trong một cuộc gặp hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của hai nước, mà ông Blinken hy vọng rằng việc đó có thể sớm diễn ra. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ nỗ lực nâng tầm quan hệ với Việt Nam thành đối tác chiến lược, nhưng Hà Nội tỏ ra thận trọng về rủi ro sẽ gây ra tức giận từ phía Bắc Kinh lẫn Mạc Tư Khoa. Các quan chức chưa nói điều gì sẽ xảy ra một khi quan hệ giữa Việt-Mỹ nâng lên tầm cao mới, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể bao gồm việc gia tăng hợp tác quân sự và Hoa Kỳ sẽ cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Washington và các công ty quốc phòng Hoa Kỳ công khai cho biết họ muốn tăng cường nguồn cung cấp quân sự cho Việt Nam, mà đến nay chỉ mới giới hạn trong số tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện. Việt Nam hiện cũng muốn đa dạng nguồn cung cấp khỏi nước Nga, nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Xuất cảng sầu riêng của Việt Nam đã tăng gần 20 lần và sắp đạt đến mức 1 tỷ đô la. Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, thì Việt Nam đã xuất cảng thêm được 372 triệu đô la sầu riêng trong tháng 6 và đưa tổng giá trị sầu riêng đã xuất cảng trong 6 tháng đầu năm lên đến 876 triệu đô la. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì với tổng giá trị xuất cảng 6 tháng là trên 44 triệu đô la, thì con số năm nay đã tăng gấp gần 20 lần. Và theo đà này thì sầu riêng xuất cảng của Việt Nam được dự đoán là sẽ dễ dàng đạt đến mức 1 tỷ đô la chỉ trong vòng 1-2 tháng nữa. Như vậy thì chỉ mới năm đầu tiên mà Trung Cộng mở cửa và cho phép nhập chính ngạch, thì trái sầu riêng của Việt Nam đã có bước tiến ngoạn mục, vươn lên trở thành loại cây trái xuất cảng hàng đầu. Và trong số 876 triệu đô la sầu riêng thì chỉ riêng tại thị trường Trung Cộng đã chiếm đến 835 triệu, tức là chiếm đến 95%. Điều này cho thấy là sầu riêng của Việt Nam lệ thuộc gần như tuyệt đối vào thị trường của Hoa Lục. Tuy nhiên, trong khi xuất cảng sầu riêng tăng vọt thì một loại trái cây khác từng giữ vị trí quán quân xuất cảng của Việt Nam, đó là thanh long, lại giảm mạnh trong bối cảnh Trung Cộng đã tự trồng được cây thanh long. Từ kim ngạch trên 1 tỷ đô la vào năm 2021, xuất cảng thanh long chỉ còn có 633 triệu đô la vào năm 2022. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho hay Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Việt Nam bàn giao cho đại diện Hoa Kỳ một cái hòm hài cốt trong lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam MIA lần thứ 162. Lễ hồi hương hài cốt diễn ra tại phi trường quốc tế Đà Nẵng ngày 29 tháng 7 với sự tham gia của đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, viết tắt là VNOSMP. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper và các thành viên văn phòng tìm kiếm quân nhân mất tích của Hoa Kỳ, văn phòng MIA tại Hà Nội. Đây là kết quả hoạt động của đội khai quật dưới nước tại khu vực Nha Trang, Khánh Hòa trong đợt hoạt động hỗn hợp lần thứ 151 diễn ra từ tháng 5 cho đến tháng 7. Hài cốt trên đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định tại Đà Nẵng và kết luận có thể liên quan đến quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Hài cốt sẽ được chuyển về Hawaii để xác minh thêm. Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam giữa hai nước.
trong đó các hoạt động song phương bắt đầu từ cuối những năm 1980 đến nay đã giúp xác định được hơn 730 quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh. Bốn người bị thiệt mạng trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc. Vào sáng ngày 31 tháng 7, thì khu vực sạt lở tại trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng. Trên đèo Bảo Lộc thì lực lượng cứu nạn đã đưa các vật dụng cũng như tài sản trong trạm ra ngoài sau khi mà khối đất đá hàng trăm tấn được giải tỏa. Lực lượng cứu nạn đã tháo dỡ khu nhà chính của trụ sở đã bị nghiêng. Cảnh sát thì đưa nhiều chó nghiệp vụ vào hiện trường để tìm kiếm ở khu vực thung lũng. Vào khoảng 12 giờ trưa thì thi thể nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy ở dưới đống đất đá tại trạm. Và chiều ngày Chủ nhật thì sau những trận mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc đã bị sạt lở ở nhiều điểm. Hàng trăm khối đất đá sạt lở từ trên đỉnh đồi có chiều dài 50m và cao 3m đã tràn xuống trụ sở trạm cảnh sát giao thông Madagui. Và ba cảnh sát giao thông và một người dân đã bị vùi lấp. Tỉnh Lâm Đồng huy động 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng khác, bao gồm 20 phương tiện máy móc như là máy xúc, xe ben, máy khoan, máy giò, v.v. để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp cũng như khắc phục hậu quả. Đến tối ngày Chủ nhật thì lực lượng đã tìm thấy thi thể của ba chiến sĩ công an, và sáng cùng ngày thì Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng với lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường. Ông đề nghị những khắc phục hậu quả phải tiến hành một cách nhanh chóng và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Và trong công điện khẩn được ban hành vào sáng ngày 31 tháng 7, chính quyền Lâm Đồng cho biết là những ngày qua địa bàn do có mưa lớn kéo dài liên tục, một số nơi đã bị sạt lở và giao thông bị chia cắt, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Các vụ sạt lở đã liên tiếp khiến cho giao thông qua đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 đã bị chia cắt, và cơ quan chức năng Lâm Đồng đã phải phân chia các xe từ Đà Lạt xuống đi vào tỉnh lộ 721 để qua huyện Đạ Tẻ và tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm để tránh việc ùn tắc. Thưa quý vị, và bây giờ là tin nhóm nhạc Blackpink giúp thúc đẩy hàng không và du lịch Việt Nam. Theo trang tin Asian Daily của Nam Hàn, hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink đã giúp thúc đẩy ngành hàng không, khách sạn và thu hút cả người hâm mộ nước ngoài đổ về Hà Nội. Hai đêm diễn trong khuôn khổ concert Born Pink của nhóm nhạc nữ Nam Hàn Blackpink không chỉ mang lại lợi ích cho ngành hàng không mà còn cả lĩnh vực khách sạn tại thủ đô Hà Nội. Cụ thể, rất nhiều khách sạn trong khu vực xung quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã chật kín chỗ chỉ trong ngày 29 tháng 7, tức là ngày đầu tiên của tour diễn Born Pink. Đặc biệt, lượng tìm kiếm phòng khách sạn tại Hà Nội trên nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda trong tuần giữa tháng 7 đã tăng gấp 10 lần so với tuần trước đó và tăng gấp 2 lần rưỡi so với các khu vực láng giềng như Hoa Lục, Cambodia, Philippines, Đài Loan hay Hồng Kông. Bên cạnh đó, trang Asian Daily cũng dẫn thông tin từ trang web của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho thấy toàn bộ vé hạng phổ thông chặng bay thành phố Sài Gòn Hà Nội đã được bán hết từ ngày 28 tháng 7. Trang Asian Daily nhận định hai đêm diễn trong khuôn khổ concert Born Pink là cơ hội vàng để Việt Nam thu hút du khách nước ngoài. Hai đêm diễn ngày 29 và 30 tháng 7 của nhóm nhạc Blackpink tại thủ đô Hà Nội đã thu hút khoảng 30.000 người hâm mộ mỗi đêm. 11 người Việt bị bắt trong vụ một công dân Việt Nam bị bắn chết ở tại Cambodia. Theo tờ Khmer Times, ngày 31 tháng 7, thì cảnh sát của Cambodia đã bắt giữ 11 nghi phạm người Việt Nam liên quan vụ việc một công dân Việt Nam bị bắn chết ở thủ đô Phnom Penh vào chiều ngày 29 tháng 7. 11 người này gồm cả nam giới và phụ nữ đã bị bắt ở khách sạn Sofai trên đường 271 sang Khatteuktia, Khan Senchok vào chiều ngày 30 tháng 7. Và đại úy Chong Pro, là phó trưởng công an xã Tuo Svay Prey, xác định danh tính nạn nhân có tên là Minh Hung Khua, 35 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và hiện đang định cư tại Cambodia. Và ông Pro cũng cho biết là vụ án đã được chuyển cho các điều tra viên của cảnh sát Boeng Khang Khang. Và lực lượng của cảnh sát Bộ Nội vụ Cambodia
đã truy tìm nghi phạm. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7, thì tờ Khmer Times đưa tin vào lúc 11 giờ 25 trưa ngày 29 tháng 7, có một người Việt Nam bị bắn chết tại góc phố 113 thuộc khu Khan Beum Khang Khang ở thủ đô Phnom Penh. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chiều và Quỳnh Anh sẽ được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồng Việt TV. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.